Xin chào các bạn, đơn của anh khách thì sắp tới mình sẽ lên nhiều những cái đơn như vậy, kèm hộp số nha, kèm hộp số trục ngang. Cái này các bạn sẽ thể chế xe điện á, cái trục này là trục phi bao nhiêu ta, 25 thì mình chế trục ngang xe điện. Có hai dạng nha, một dạng thì không ly hợp, một dạng thì mình thêm cái ly hợp ở giữa. Nhưng mà cái dạng đó thì nó hơi phức tạp ha, cồng cành. Nói chung những chiếc xe điện mà không quá phức tạp á, thì chế loại này nha các bạn. Dạ ok nha. Dạo này cũng rất là nhiều khách hỏi tìm cái kiểu như vậy để về chế xe điện. Cái này có vẻ sẽ chắc sẽ nhờ anh khách về vào dầu nhớt quá. Tháo một ít ra nè, vào một ít dầu nhớt. Vì có vẻ quay tay thì nó êm nhưng mà chạy nhanh thì nó kêu. Có đảo chiều nha. Đảo chiều. Đảo chiều. Ok. Đầu vào cấp 12 24V nha, chạy rất là tốt.